Xếp này dễ thương quá. Mình thì thấy những cái năm tháng tuổi thơ giống như là đang ùa về, mà mình cứ ngắm nhìn mãi những chiếc lồng đèn và hòa vào không gian tràn ngập màu sắc rất là rực rỡ của đủ loại đồng đèn luôn, giống như là một lễ hội sắc màu vậy đó. Bây giờ thì chúng ta cũng chiêm ngưỡng rất là nhiều loại lồng đèn ha, lớn nhỏ, hiện đại, truyền thống nè, đủ thứ hết trơn á. Như hồi nãy là có loại là lồng đèn pin nè, tức là xài bằng pin, lồng đèn bằng đèn cầy truyền thống của mình nè, và đây là lồng đèn gỗ nè các bạn, họ làm rất là tinh xảo luôn. Rồi còn có lồng đèn làm từ các cái vỏ lon bia và lon nước ngọt nữa, rất là sáng tạo của các nghệ nhân. Bên cạnh đó thì những cái lồng đèn cá quân, đèn ngôi sao vẫn còn ha các bạn ha. Tết Trung Thu là ngày mấy vậy mọi người? À, để mình nhắc lại nha, là ngày rằm tháng 8, tức là 15 tháng 8 âm lịch hàng năm, đã trở thành ngày Tết của trẻ em, hay còn gọi là Tết Thiếu Nhi hay là Tết Trong Trăng. Thì thường là vào ngày này á, mấy cái em bé rất là mong đợi được đón Tết. Mình cũng thích nữa, chứ không nói chi đến em bé. Vì trong ngày này á, nó rất là vui luôn. Mình sẽ được xem các em đốt đèn nè, đi vòng vòng quanh rồi đó, rồi phá cổ.
tức là được ăn bánh nướng, bánh dẻo vào những ngày này. Rất là vui luôn. Rồi được xem trăng nữa. Đây là những lồng đèn truyền thống của mình nè các bạn. Rất là đẹp. Có đủ hình hết ha. Con gà nè. Con gì nè. Con bướm. Dễ thương quá. Và còn chần chừ gì nữa. Bây giờ mình hãy cùng nhau hát vang lên bài Tết Trung Thu rước đèn đi chơi. Và cùng đi xem lồng đèn nha các bạn. Nào chúng ta đi thôi. Yeah. Thank you.